Như chúng tôi đã đưa tin, vụ việc hai cô gái đang đi uống cà phê tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì bị công an kiểm tra giấy tờ và sau đó bị đưa đến trung tâm hỗ trợ xã hội. Lãnh đạo phường đã lên tiếng xin lỗi gia đình hai cô gái vì cấp dưới xử lý vội vàng và không đúng đối tượng. 10 ngày sau khi bị công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội chỉ vì không mang chứng minh nhân dân, hai cô gái là Nguyễn Thị Nhung và Ngô Thị Kiều mới được trở về với gia đình. Lúc này, lãnh đạo phường Tam Bình mới thừa nhận cấp dưới đã xử lý trường hợp đưa hai cô vào trung tâm xã hội hơi vội vàng, không đúng đối tượng khi áp dụng quy định 29 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gây dư luận không tốt. Trao đổi với phóng viên VTC, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cũng đã thừa nhận sai sót khi vội vàng ký văn bản đưa Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều vào trung tâm xã hội. Ông cho biết lúc ấy tin tưởng đề xuất của anh em nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc. Phường đã xin lỗi hai gia đình và tiến hành xử lý kỷ luật đối với các cán bộ liên quan. Đồng thời ông Quốc cũng sẽ làm giải trình và chịu mọi hình thức kỷ luật của cơ quan.